Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật video lên. Các bạn thân mến, trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với nhau học một số những từ vựng liên quan đến chủ đề các cơ quan hành chính ở Đức. Mục tiêu của mình trong video lần này không phải là để tư vấn hay hướng dẫn các bạn về các thủ tục hành chính hay pháp luật, mà đó là để giúp các bạn có được một cái nhìn tổng quát về những cơ quan hành chính quan trọng ở Đức. Qua đó các bạn có thể biết được rằng các bạn cần phải đi đến đâu khi bạn muốn giải quyết một công việc nào đó. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số những kiến thức trong phạm vi hiểu biết của mình, cũng như là những kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được. Hy vọng là những chia sẻ này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có hứng thú với chủ đề này thì hãy theo dõi cho tới hết video nhé. Còn bây giờ thì lass uns anfangen, hãy cùng bắt đầu nhé. Nếu các bạn mới tới Đức hoặc các bạn thay đổi địa chỉ cư trú của mình thì một trong những việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là thông báo cho phòng đăng ký cư trú. Das Einwohnermeldeamt. Das Einwohnermeldeamt. Das Einwohnermeldeamt. Phòng đăng ký cư trú. Sau khi đăng ký cư trú thì các bạn sẽ được cấp một giấy chứng nhận cư trú gọi là Die Meldebestätigung. Die Meldebestätigung. Die Meldebestätigung. Oder die Meldebescheinigung. Die Meldebescheinigung. Die Meldebescheinigung. Việc đăng ký cư trú này là bắt buộc và hoàn toàn miễn phí. Đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Đức thì Sở Ngoại kiều là một trong những cơ quan mà các bạn sẽ phải thường xuyên lui tới. Die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde. Oder das Ausländeramt. Das Ausländeramt. Das Ausländeramt. Ở đây các bạn có thể xin gia hạn giấy tờ cư trú, nộp đơn xin định cư hay là làm giấy bảo lãnh mời người thân sang thăm hoặc là sang đoàn tụ v.v. Ngoài ra, nếu như các bạn có nhu cầu tham gia khóa học hội nhập Integrationskurs thì Sở Ngoại kiều cũng có thể cấp cho bạn một giấy chứng nhận được quyền tham gia khóa học hội nhập. Ở trường hợp này thì các bạn chỉ cần phải trả 1,95 euro cho mỗi tiết học. Đối với những người đang nhận tiền trợ cấp thất nghiệp loại 2 hoặc là tiền trợ cấp xã hội hoặc là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có thể đệ đơn xin miễn học phí. Khi làm việc ở Đức thì theo quy định mỗi cá nhân đều phải đóng thuế thu nhập gọi là Die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer. Thuế thu nhập. Bởi vậy nên khi ký kết hợp đồng lao động, các bạn cần cung cấp một số những thông tin cần thiết cho chủ lao động như Die Steueridentifikationsnummer. Die Steueridentifikationsnummer. Die Steueridentifikationsnummer. Là mã số thuế cá nhân. Thông thường khi bạn đăng ký cư trú ở một nơi nào đó trên nước Đức thì các bạn sẽ tự động nhận được một mã số thuế cá nhân. Mã số thuế cá nhân này là một dãy số bao gồm 11 chữ số và sẽ không thay đổi cho đến hết cuộc đời của bạn. Nếu các bạn không nhận được hay là bị mất, bị quên mã số thuế cá nhân của mình thì các bạn có thể xin lại hoàn toàn miễn phí trên trang web của Bundeszentralamt für Steuern. Bundeszentralamt für Steuern. Cục thuế liên bang trung ương. Địa chỉ của trang web thì mình sẽ để cho các bạn ở dưới video trong phần hộp thông tin miêu tả nhé. Sau khi điền thông tin và gửi trên trang web thì trong vòng từ 2 đến 4 tuần các bạn có thể nhận được mã số thuế cá nhân của mình được gửi qua đường bưu điện. Trái ngược với Steueridentifikationsnummer thì Steuernummer, mã số thuế, có thể thay đổi nhiều lần trong đời phụ thuộc vào nơi đăng ký cư trú của các bạn cũng như là việc sáp nhập thuế chung giữa vợ và chồng. Nếu các bạn làm việc cho một công ty và chưa từng bao giờ đến sở tài chính Finanzamt. Finanzamt. Thì sau khi các bạn kê khai thuế lần đầu Steuererklärung. Steuererklärung. Thì sở tài chính ở địa phương đó sẽ tự động cung cấp cho các bạn mã số thuế Steuernummer. Steuernummer của mình. Nếu bạn làm công việc tự do thì các bạn cần phải đến sở tài chính để xin Steuernummer. Với những ai muốn mở cửa hàng riêng thì trước tiên sẽ phải đăng ký qua Gewerbeamt. Gewerbeamt. Phòng đăng ký kinh doanh. Sau đó, Gewerbeamt sẽ gửi đăng ký kinh doanh của các bạn trực tiếp tới Finanzamt.
Sau đó Finanzamt sẽ gửi cho các bạn một cái gọi là Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, có thể hiểu là tờ khai thông tin về thuế. Sau khi nộp thì các bạn cần chờ từ 2 đến 6 tuần tùy theo Finanzamt ở địa phương của các bạn thì các bạn sẽ nhận được Steuernummer cho cửa hàng của mình. Ngoài ra khi đi làm thì mỗi cá nhân còn cần phải có một mã số bảo hiểm xã hội gọi là Die Sozialversicherungsnummer. Các bạn có thể liên hệ với Die Deutsche Rentenversicherung, cơ quan bảo hiểm hưu Đức, hoặc là Die Krankenkasse, cơ quan bảo hiểm y tế của mình để xin cấp mã số bảo hiểm xã hội. Nếu như các bạn muốn làm trong lĩnh vực phải tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, ví dụ như là đầu bếp, phục vụ nhà hàng, bán thức ăn, vân vân, thì bên cạnh đó các bạn còn cần phải có được một giấy chứng nhận của Sở Y tế địa phương. Sở Y tế chúng ta gọi là Das Gesundheitsamt, Sở Y tế. Để có được giấy chứng nhận này, các bạn bắt buộc phải tham gia một cái buổi kiểu như là phổ biến kiến thức, Die Belehrung, được thực hiện bởi nhân viên Sở Y tế. Ở đó thì các bạn sẽ được cung cấp những cái thông tin cần thiết về những việc cần phải làm và cần tránh làm khi tiếp xúc với thực phẩm. Và giấy chứng nhận các bạn sẽ nhận được sau khi tham gia buổi phổ biến kiến thức này, và cũng là tờ giấy mà các bạn sẽ phải nộp cho người chủ lao động của mình, có một tên gọi khá là dài, đó là Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme an einer Belehrung gemäß Artikel 43 des Infektionsschutzgesetzes. Sở Lao động, die Agentur für Arbeit, oder das Arbeitsamt. Sở Lao động là nơi mà các bạn sẽ nhận được tư vấn và hỗ trợ tìm việc làm, cũng như là tìm nơi học nghề hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì đây cũng là cơ quan mà các bạn sẽ phải đến khi mà các bạn muốn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Das Arbeitslosengeld. Tiền trợ cấp thất nghiệp. Trước tiên, có một số điều các bạn cần phải lưu ý khi các bạn muốn xin trợ cấp thất nghiệp. Đó là, thứ nhất, các bạn cần phải thông báo với Sở Lao động là các bạn đang tìm việc làm. Ich möchte mich arbeitssuchend melden. Các bạn cần làm điều này muộn nhất là 3 tháng trước khi hợp đồng lao động hiện tại của các bạn kết thúc. Nếu như các bạn biết điều này muộn hơn, thì chậm nhất là 3 ngày sau khi biết, các bạn sẽ phải đăng ký tìm việc làm. Nếu như quá thời gian này, các bạn sẽ bị phạt, gọi là Sperrzeit, trong vòng 1 tuần. Có nghĩa là một tuần sau khi các bạn kết thúc hợp đồng lao động của mình, tức là tuần đầu tiên mà các bạn có thể gọi là thất nghiệp, thì các bạn sẽ không nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp. Bởi vậy nên là các bạn hãy lưu ý cái thời hạn mà họ đưa ra. Sau đó chậm nhất là ngày đầu tiên sau khi kết thúc hợp đồng lao động, các bạn cần phải đăng ký thất nghiệp. Sich arbeitslos melden. Sau đó các bạn có thể nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Arbeitslosengeld beantragen. Các bạn có thể nộp trực tiếp hay là nộp qua mạng. Có hai loại tiền trợ cấp thất nghiệp mà các bạn cần nên biết, đó là Arbeitslosengeld 1, tiền trợ cấp thất nghiệp loại 1, được trả từ tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp Arbeitslosenversicherung mà các bạn đã đóng trong quá trình lao động từ trước. Tuy nhiên, thông thường các bạn chỉ nhận được số tiền này trong vòng 1 năm và không phụ thuộc vào gia cảnh của mình. Còn đối với Arbeitslosengeld 2, tiền thất nghiệp loại 2, thì sẽ được trả từ tiền thuế của chính phủ và tùy theo trường hợp sẽ không bị giới hạn về thời gian. Thông thường thì chỉ có những cá nhân và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mới nhận được tiền này. Cơ quan phụ trách cấp Arbeitslosengeld 2 là Jobcenter. Thông thường thì Jobcenter tùy từng địa phương sẽ nằm cùng tòa nhà với cả Die Agentur für Arbeit. Bên cạnh tiền trợ cấp thất nghiệp thì Jobcenter còn có quyền cấp tiền hỗ trợ cho bảo hiểm y tế, nhà ở, điện nước và giáo dục.
Tiếp theo, das Standesamt. Das Standesamt. Phòng hộ tịch. Đây là nơi mà các bạn sẽ cần phải đến khi các bạn muốn. Thứ nhất, đó là đăng ký khai sinh cho con của mình. Khi này thì con của các bạn sẽ được cấp giấy khai sinh, được gọi là Die Geburtsurkunde. Die Geburtsurkunde. Giấy khai sinh. Thứ hai là khi mà các bạn muốn đăng ký kết hôn. Khi này các bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, gọi là Die Heiratsurkunde. Die Heiratsurkunde. Và trường hợp tiếp theo đó là khi mà các bạn muốn khai tử cho một ai đó. Khi này sẽ được cấp giấy khai tử, gọi là Die Sterbeurkunde. Die Sterbeurkunde. Đối với những người mới sinh con và muốn ở nhà nuôi con trong thời gian đầu thì có thể xin Elterngeld. Elterngeld. Elterngeld dịch ra có nghĩa là tiền bố mẹ. Ở đây chúng ta có thể hiểu là một dạng tiền trợ cấp của nhà nước cho những người muốn nghỉ việc để ở nhà trông con trong một thời gian nhất định. Cơ quan cấp Elterngeld có thể khác nhau tùy theo từng địa phương, và để có thể tìm được cơ quan nào là phụ trách việc cấp Elterngeld ở địa phương mình thì các bạn hãy tìm kiếm trên Google với từ khóa là Elterngeldstellen in cộng với cả tên thành phố mà các bạn đang sống. Để tìm hiểu rõ hơn về những cái điều kiện như là quy định khi các bạn xin Elterngeld thì mình sẽ để cho các bạn những cái đường link về chủ đề này ở dưới phần hộp thông tin miêu tả ngay dưới video nhé. Và mình nghĩ là có một cơ quan nữa cũng sẽ rất là quan trọng và mọi người cần phải nên biết, đó chính là cơ quan đăng ký xe. Khi ở Đức thì nếu như mà các bạn không có xe ô tô riêng, không biết lái xe thì các bạn sẽ có một số những cái hạn chế nhất định. Đặc biệt là khi mà các bạn sinh sống ở trong những cái thành phố nhỏ, những ngôi làng, những vùng có thể gọi là hẻo lánh. Và khi mà các bạn có một chiếc xe hơi riêng thì các bạn sẽ phải trước tiên là đi đăng ký xe của mình. Và cơ quan các bạn có thể đăng ký xe được gọi là Die Kfz-Zulassungsstelle. Die Kfz-Zulassungsstelle. Phòng đăng ký xe. Hy vọng là những kiến thức, những thông tin mà mình vừa chia sẻ trong video lần này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn còn bất kỳ những câu hỏi, những thắc mắc nào thì hãy đừng ngần ngại chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.